Những phụ nữ miền Tây xin chào cả cô chú, anh chị, các bạn nha. Hôm nay thì mình với lại Ngân đến thăm nhà của bà Năm cùng với lại bé Bảo Trân. Thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là anh Anthony Lu. Mời các bạn cùng vô thăm nha. Chào Trân. Chào bà. Nay mới được đến thăm nhà nha. Bắt cái đèn sáng sáng lên xíu giùm con nha cô Năm. Dạ, mình ngồi bên đây dưới đây đi ha cô. Rồi, qua đây ngồi đi. Xích ra đây nè Trân, xích ra đây không? Nay mới tìm được đến nhà của Trân với lại cô Năm đó. Cô khỏe không cô? Khỏe. À, rồi công việc của cô sao rồi? Cũng vậy à. Dạ, cũng đi bán về làm cho cha. Đi, tối đi ra nông thằng Tài đó rồi. Dạ. Chắc chồng cho để chứa thiệt thì nhiều quá đi bán. Ờ, rồi chắc mình chứa là khoảng bao lâu mới bán được ha chừng cô Năm? Hết cái chỗ chứa đó là bắt đầu kêu người ta căng. Ờ, căng một lần vậy là khoảng bao nhiêu tiền? Chừng nhiều thì được 700-800, cứ khi 1 triệu nữa. Nhưng mà cô có độ là khoảng bao lâu không? Cũng cả này cũng tháng mấy á, tháng mấy 2 tháng á. Tại vì ít xịt mũ chai đồ ít, giấy cũng ít. Dạ. Chứ mỗi lần đó là tôi nói thiệt hen, là một tuần là bán lận, tuần là bán 1 triệu mấy 2 triệu luôn đó. Tôi không có giấu đâu. Nhiều nói nhiều à, tại vì mình lụm mà. Dạ. Vậy đó. Còn Trân thì sao, dạo này học hành sao rồi? Dạ học cũng được. Học cũng được hả? Có được loại giấy khen không, loại giỏi, loại khá gì không? Dạ không, em học loại trung bình mà nhưng hơi tốt. Hơi tốt hả? Vậy là Trân vẫn còn yếu trong việc học tập á. Chắc con nghĩ cũng là do một phần là lúc trước đi buôn bán á, rồi bỏ bê việc học. Thì Trân còn đi bán nữa không cưng? Dạ không. Nghỉ luôn rồi hả? À, nghỉ luôn rồi đó hả? Hè có nghỉ hả? Phụ đi học thêm cái gì không? Dạ không, chỉ ở nhà tiếp bà nội là chờ nữa. Nếu mà có học thêm thì cậu ba nói với dòng họ dưới có thầy dạy rồi cho học. Nếu có thầy dạy thì cho đi học lại ha. Cho học thêm đó. Dạ thì học thêm còn để tội nghiệp gì đó, thì cho nó học thêm. Dạ đó. Sang năm là lên lớp mấy Trân? Dạ sang năm lên lớp 8. Lên lớp 8 mà em cũng lớn rồi nên là thôi nha. Tại vì tụi con cũng đã hứa với cô là mỗi tháng thì Trân những lúc mà đi học lại đó thì sẽ có người hỗ trợ để giúp đỡ cho phần nào đó. Thì không cần phải đi bán nữa. Thấy em đi thì bán tội không, nghiệp. Thì đâu có cho bán nữa, không có bán nữa. Kệ nha. Nhiều đó bà cháu sống đủ. Dạ, rồi không đi bán có nhớ nghề không ta? Không nhớ hả? Có muốn đi bán lại một lần nào nữa không? Không hả? Vì là con nghĩ là Trân cũng thương cô lắm á. Hy sinh lam lũ để mà bán vé số rồi giúp đỡ cho cô. Lúc trời còn nhỏ kẹo chỉ chạy ngang trời ở trên lò tẻ trên ở nhà cô Hai đó đó, chạy đi bán tôi nghiệp. Nhưng mà cô vẫn cho em đi bán. Tại vì mình suy nghĩ như vậy, nó học thì học rồi cho nó bán đặng rồi cho nó ra đời, đặng cho nó gành vậy đó, đặng cho nó học cái khôn với người ta. Chứ không phải là mình không cho mà nó bán mà nó ngu lắm, cho nó đi học rồi đời đó nó sống lộn với người ta vậy đó, cho nó học cái khôn cái ngu. Con cũng hiểu ý của cô Năm nhưng mà thôi bây giờ mình bây giờ cho nó đi học đi rồi ha đó. Rồi bây giờ nó lớn rồi như vậy không rồi cho nó học. Em cũng biết mắc cỡ rồi nên là thôi đi cô, là không cho nó bán nữa. Nhiều là bà cháu được cô, rồi cô cho bé nó buôn ba ở ngoài cũng mấy năm mà chị mấy năm rồi đó. Theo như cái sự mà trải của em á thì là nó cũng hơn những cái bạn đồng lứa rất là nhiều rồi. Đúng rồi, giờ có thể tự mình lo cho mình được rồi. Rồi ba mẹ có về thăm em không cô? Không, tôi không có cho về. Sao vậy cô? Giận nó không có cho về. Cô Năm có thể nào cho tụi con biết một xíu lý do không? Tại vì tụi con cũng thắc mắc á, là tại sao mà Trân vậy nè, có ba mẹ tại sao không ở mà lại ở với bà? Lúc trước nhỏ này nó mới có 8 tháng mà 2 bữa thôi. Cái cha mẹ nó gây lộn đi. Gây lộn nó kêu bà xui lên. Nó điện kêu bà xui lên. Cũng 5 giờ chiều ha, cái bà xui lên thì đáng lẽ vợ chồng nó gây lộn như vậy thì la nó đi, không la. Mày bỏ nó đi, mày lấy quần áo đi về. Con nhỏ kia cũng nghe lời mẹ luôn, lấy quần áo đi về. Cái khoảng 8 giờ tối đó ha,
cái nó nhớ con nó mẹ mẹ mở cửa anh Hải ơi mở cửa cho con chăn nó bú cho nó thắt khỏi đi em nó ngủ rồi mẹ không có bú gì nữa chưa lại đầu mua sữa với bột rồi đó cho em ăn rồi tới bây giờ luôn bây giờ đây giờ nó cũng dẫn về cha mẹ nó à cả cũng cho tới luôn vậy đó không có cấm cản nó gì trơn á vậy đó có hay gửi tiền hay mua quần áo gì cho chân mua sách vở gì không cô có năm lớp 3, lớp 4 có còn bây giờ thì sao em dạ bây giờ thì cho ba mẹ dẫn kiếm tiền lo cho thằng nhỏ à lo cho em à, sau này em không? Đó đó dạ. Sơn đó. Nên là không có lo cho chân được dạ, nhiều có. Như xưa nữa dạ, à. Lâu lâu em xuống chơi được cho tiền em về xa à, ba mẹ ở xa không thì là cũng gần à, gần như này nha dạ. Đường hãng nước mắm chạy ra ngoài đường sông á dạ. Là thấy tới rồi chạy một chút à chân ở với bà thì có nhớ ba mẹ không dạ có nếu có nhớ thì em xin một ngày xuống dưới chơi à, bao lâu thì đi xuống ba mẹ một lần dạ từng hai tuần xuống từng hai tuần xuống một lần ha. Giống như là đã ở với bà lâu rồi nên là nhớ mến rồi là không có ở với ba mẹ thường xuyên á là cũng không sao mà cũng nay con với lại Ngân đến thì cũng rất là mừng khi mà cô đã không cho em đi bán nữa và đúng như lời cô đã hứa với tụi con rồi tụi con không phải hứa thì rồi đó không dạ. Cho bán nữa là không cho bán nữa dạ. Nhiều là sống đủ rồi hai bà cháu sống đủ rồi. Dạ thì cô Năm ơi ngoài ra thì tụi con cũng sẽ có một cái phần hỗ trợ riêng cho bé Trân á là được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đó là anh Anthony Lu thì gửi đến cho Trân nha tại vì cái số tiền mà để giúp cho em á hàng tháng á thì đó là một vị Mạnh Thường Quân khác còn đây á là anh Anthony Lu gửi đến cho Trân để mà lo cho cuộc sống hàng ngày đó rồi việc học hay là sắp tới vô học đó thì mua sách vở cho em nha cô nha vậy đó ha vậy là sách vở chị nữa tới rồi bắt đầu tôi mua phải không dạ rồi đây rồi, nó số tiền là 2,1 triệu tại vì anh gửi qua tài khoản PayPal đó nên là trừ thuế nên là chỉ còn lại 2,1 triệu thôi dạ thôi vậy là cảm ơn cái anh gì dạ anh Thôi đi luôn dạ cảm ơn anh cảm ơn dạ. Cảm ơn nhiều lắm để cháu tôi nó ăn học gì là tôi mừng dữ lắm rồi đó dạ. Con Trân thì sao con cũng cảm ơn chú rồi hứa làm sao nè dạ hứa sẽ học hành chăm chỉ rồi lực lượng giỏi nha năm sau là lực giỏi nha rồi chúc bài với cô nhiều sức khỏe với em nhiều sức khỏe nha dạ. Hứa là tại nhiêu là một ngày nhiêu là đủ rồi dạ. Hai bà cháu sống đủ rồi giờ dạ, cho nó ăn học nữa tụi nữa cậu ba nó dưới kia ăn hỏi cho nó đi thêm cái môn gì đó cho nó học thêm môn dạ rồi đó. Vậy nha cô xong.